Bây giờ sẽ là người tiếp theo. Xin mời quý vị. Em không cần chỉ vào em đâu, mọi người đều biết là em xong rồi. Bạn nghĩ rằng sẽ được mấy câu? Em cũng không biết em sẽ được mấy câu, nhưng em hy vọng là em trên trung bình. Tức là 5-6 thế đấy hả? Dạ. 6-7 à. 5 gì đó, hy vọng vậy. Bạn Trung, bạn đoán xem chị Uyên Linh được bao nhiêu điểm? Cứ đoán mạnh dạn lên. Chào đoàn, chị Uyên Linh chắc là được 9 điểm. 9 điểm tức là hơn cháu 1 điểm à? Thế tốt rồi. Cảm ơn em. Bạn Cầm đoán Uyên Linh được mấy điểm? Em nghĩ là chị Uyên Linh sẽ được 8 điểm ạ. 8 điểm, rồi. Còn Na thì sao? Em đoán chị được 10 điểm. Rồi, cảm ơn Na. Em thấy không? Mọi người đều đánh giá em cao cả. Bởi vậy, em càng rung thêm. Bình tĩnh nha. Vâng. 90 giây dành cho Uyên Linh bắt đầu. Quán xá hay quán xá? Từ thứ hai. Chính xác. Đây là gì? Tẩm bổ. Hoàn toàn đúng. Có bao nhiêu lỗi chính tả trong câu? Chiều hôm qua, con người phóng đăng ấy đã khệ lệ khách cái vali rất nặng bước vào sân. Miệng... Hai. Đáp án hoàn toàn đúng. Viết lại cho chính xác từ sau. Liến thoáng. Liến thoáng. Liến thoáng. Đáp án chính xác. Hoàn thiện cụm từ sau. D, O, G, C, O, O. Mỗi cái gạch là một chữ cái đấy. Đường. Bỏ qua. Bỏ qua, nó là đường cao tốc. Nào câu tiếp theo, xa xỉ hay xa xỉ? Từ thứ hai. Từ thứ hai hoàn toàn đúng. Chi bằng về chốn thôn quê, cấy cày còn được. Chấm chấm chấm. No nê có ngày. No nê có ngày, hoàn toàn đúng. Xăng văng có nghĩa là gì? Xăng văng. Chương trình có gợi ý gì không ạ? Đó là ý nói là đây là một phương ngữ, tôi gợi ý và nói nghĩa luôn mất. Từ này em chưa thấy bao giờ. Xăng văng em đoán là lanh chanh. Trong từ miền Nam, lanh chanh có nghĩa là gì? Lanh chanh có nghĩa là động tay động chân nhanh quá chưa kịp suy nghĩ. Cũng được, đáp án gần chính xác là được, chấp nhận. Tìm một động từ có vần uy. Động từ có vần uy. Tree. Tree, chính xác luôn. Nào xin mời bạn câu tiếp theo. Quản gia. Quản gia, đáp án chính xác. Biệt thự. Đáp án được chấp nhận. Lăng xăng, bạn nói ý là luôn tay luôn chân. Ý là tức là chân tay mình quá là nhanh mà đấy. Suy nghĩ chưa kỹ. Ở đây chúng tôi có là vội vã tất tả. Đây là phương ngữ. Xăng văng em chưa nghe bao giờ. Cho nên là được chấp nhận. Dạ. Được chấp nhận. Vâng, xin chúc mừng Uyên Linh vừa hoàn thành phần thi của mình. Thì ở đây có một câu ca dao, đó là chi bằng về chốn thôn quê, cấy cày còn được, no nê có ngày. Thì trước cái câu này là những câu khác có tính diễu nhại. Một anh chàng là hết học tiếng Tây rồi lại học tiếng Tàu. Học chữ Tây không tiền không việc, học chữ Tàu ai biết ai nghe. Chi bằng về chốn thôn quê, cấy cày còn được, no nê có ngày. Muốn diễu nhại một anh chàng mà làm cái việc gì nó cũng không đến nơi đến chốn, thì chi bằng là phải biết mình là ai, phải biết cái nơi chốn nào để có thể là dung thứ, để có thể dung nạp được những cái khả năng mà chưa đến nơi đến chốn của mình. Xin chúc mừng Uyên Linh. Cảm ơn Mai ạ. Bạn đang có 10 điểm, xin chúc mừng. Lo lắng thuộc về Trung khi đã có một người vượt qua mình. Bây giờ sẽ là người chơi tiếp theo. Mời lựa chọn. Bạn Na, bây giờ mốc quan trọng của bạn là mốc 8. Mốc của bạn Trung này. Trung lau mồ hôi đi cháu. Bạn sẵn sàng chưa bạn Na? Dạ em sẵn sàng rồi ạ. Thưa quý vị, hãy dành một tràng vỗ tay cho bạn Lena. 90 giây bắt đầu. Mời bạn hãy hoàn thiện cụm từ sau. Ung tờ y u hát. Bỏ qua.
nó là cung thiếu nhi. Tiếp theo, cái này dễ, bình tĩnh, sắp xếp từ. Sắp xếp từ, chúng ta được nghỉ vào ngày được nghỉ vào ngày lịch đỏ. Chủ nhật ạ. Chủ nhật, đáp án chính xác. Cố gắng lên nào. Siêu thị ạ. Siêu thị, đáp án chính xác. Sắp xếp từ. Những người giàu có thường hay có cái này. Ở các nước phương Tây. Bỏ qua. Bỏ qua, đó là du thuyền. Tiếp theo, trồng cành hay là trồng cành? Bên trái ạ. Bên trái, đáp án chính xác. Bên phải ạ. Trang kỷ, đáp án chính xác. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu? Tâm trạng xúc động lây sang cả nhà mọi người, chánh choáng đến nửa tháng trời. Sinh hoạt tùy tiện, có hôm 12 giờ đêm em không chịu. Mấy? Hai ạ. Hai lỗi, đáp án chính xác. Viết lại cho chính xác từ sau. Khuếch trương. Khuếch trương, nhanh tay. Đáp án hoàn toàn đúng. Nhàn cư vi gì? Bất diệt ạ. Gì ạ? Dạ, em không nhớ, em xin lỗi. Nghe nó quen quen thôi đúng không? Dạ. Bạn nói lại nó, nhàn cư gì, vi gì? Bất diệt ạ. À, tức là bạn đã nghe câu này rồi. Dạ. Nhưng mà ở đâu đó có lẽ là cái này phải để anh Vũ. Đây là một câu thành ngữ Hán Việt, bởi vì là nó toàn là những âm Hán Việt. Nhàn thì chúng ta dễ hiểu rồi, nhàn tức là thanh nhàn, ở nhàn, cư là ở, đấy. Vi có nghĩa là. Còn cái câu đầy đủ hai từ cần phải điền vào ấy, là từ bất thiện, tức là nhàn cư vi bất thiện. Câu này người ta muốn nói rằng là nếu mà ở nhàn quá thì nó cũng là không tốt, bất là không, thiện là tốt. Đấy, và sau này thì chúng ta còn có một cái câu nữa mà giới trẻ cũng hay dùng là nhàn rỗi sinh nông nổi ấy. Ý của người xưa muốn khuyên là chúng ta không nên để cho mình nhàn quá, nghĩa là mình phải có một cái việc gì đó để làm. Và cái việc này thì nó sẽ mang tính cống hiến, nó thể hiện một cái gì đó làm đẹp cho đời. Thì như thế thì con người ta mới tránh xa những cái tệ nạn hư hỏng. Xin cảm ơn các bạn. Bạn Na góp phần không nhỏ vào việc làm cho bạn Trung thở phào. Na đang có 6 điểm. Bây giờ sẽ là người cuối cùng trong phần 1. Bạn Cầm. Vâng. Nào, chuẩn bị. 90 giây bắt đầu. Làm khi lành để dành khi đói. Chưa chính xác. Làm khi lành để dành khi đau ạ. Đau, đáp án chính xác. Viết lại cho đúng từ sau. Ngãnh ngãng. Đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Từ nượm thứ 2 ạ. Nượm nượm, gì nào? Nượm nượm n thấp ạ. Đáp án chính xác, tiếp theo. L dài ạ. L dài, đáp án đúng. Có bao nhiêu lỗi chính tả trong câu? Chiều đã xuống, da trời tím lại. Và gió mát nổi lên rào rào trong mấy khóm tre gần ngõ. Ba lỗi ạ. Mấy? Ba. Ba đáp án đúng, hoàn toàn chính xác. Mời bạn tiếp tục nào. Vội vàng cũng tới Bến Giang, tôi đây đụng đỉnh cũng. Đang Bến Đỏ. Gì ạ? Đang Bến Đỏ. Không phải. Cũng sang Bến Đỏ. Hoàn toàn chính xác. Sắp xếp từ. Đi đông ạ. Chính xác. Nông nhàn. Nông nhàn, hoàn toàn đúng. Quý có nghĩa là luống cuống ạ. Gì nào? Luống cuống ạ. Đáp án chính xác luôn. Tìm một động từ có phần ân. Động từ. Bần thần. Chưa chính xác. Thân cận. Chưa đúng. Chần chừ. Được chấp nhận. Tiếp tục. Đại lãn. Đại lãn, đáp án đúng. Thai sản. Sa thải. THARSAI. Bạn ghép thành thai sản. Em có gia đình chưa? Em có rồi ạ. Thế à? Vợ qua mấy lần à, vợ mấy em lần THARSAI rồi. Vợ em qua một lần ạ. Qua một lần à? Ừ. Nó có cái kỷ niệm nào không mà tự nhiên lại ám ảnh bởi cái từ đấy thế? À không, trong đầu khi mà từ hiện ra thì tự sắp xếp thành từ đấy đấy. Sau đấy em có sửa lại rồi. Sửa lại của em là? Sa thải ạ. Sa thải, vâng. Đáp án được chấp nhận, thưa quý vị. Và bạn Bảo Cầm.
được 12 điểm. Xin chúc mừng. Người mà chúng ta phải nói lời chia tay ra về đó chính là bạn Lena. Cảm ơn bạn rất nhiều đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc. Cảm ơn bạn.